Hello cả nhà, hôm nay mình đi Rốt nha. Đây là một cửa hàng bán đồ giá rẻ nha các bạn, bán hàng hiệu giá rẻ nha các bạn. Chắc ở Mỹ chắc rất là nhiều người biết cái cửa hàng này. Ở đây bán đa dạng lắm, túi xách, quần áo, giày dép, mà đặc biệt những hàng hiệu nha, bán giảm giá tới 50-75% nha, hàng hiệu nhiều lắm, quần áo, giày dép. Bây giờ mình đi vòng vòng một chút xíu các bạn. Đây là cũng là một cửa hàng bình dân mà mình mua được đồ hiệu cả nhà. Mình không biết lý do sao, tại sao đồ hiệu nó bán rẻ. Thì mình hình như là mình không có biết chắc chắn, nhưng mà đồ nó giống như đồ hiệu mà nó quá thời luôn các bạn. Quá giống như là cái không phải là còn thời trang nữa đó. Đây, nhưng mà có những cái rất là đẹp. Đây, giày dép các bạn. Giày mới ken không? Đôi giày Levi nè. Đôi giày này cũng từ mấy chục tới 100 đồng là ít nhất. Cái này có 20+ đồng thôi. Đây, quần áo giày dép các bạn. Ok, đây mình coi thử cái này nha. Cái áo này. Rồi, áo lạnh. Bữa nay vô mùa lạnh rồi, chuẩn bị đang mặc áo lạnh. Rồi, cái áo này là 70-80. Rồi mình qua hàng giày nha, mình đi lướt lướt thôi đó. Đôi giày này Puma, đôi giày hiệu không? Đây, đôi giày này có 14-15 đồng à, rẻ quá trời rẻ luôn á, giày mới ken luôn á. Đây, cái này các bạn thấy đôi giày đẹp không? CK đàng hoàng luôn, bán còn có 39 đồng thôi. Đôi giày này phải 100+ bán còn có 39 đồng mà. Các bạn, đồ hiệu rất là nhiều luôn. Đó, quần áo, giày dép cho tới túi xách, đặc biệt những cái áo đầm của phụ nữ cũng rất là rẻ. Áo này các bạn, áo sơ mi nè, sơ mi đủ màu đủ sắc nè. Cái này nhiêu, cái này còn có 8 đồng à, một cái áo 8 đồng bạc à. Các bạn thấy công cán người ta may một áo là biết nhiêu tiền. Cái này có 8.99 đồng nè. Đó, áo trắng đó, áo trắng, áo đen. Thực ra mình ít mặc áo sơ mi đó các bạn ơi, lo lo có dịp đây. Cái này còn 12 đồng nè. 12 đồng. Lâu lâu mình cũng kiếm đủ màu mặc đi đám tang, đám điếc, áo trắng, nói chung là mình sắm đủ màu hết. Không ít, bình thường không có mặc áo sơ mi, mặc áo thun thôi mà cho nó gọn lẹ, nhanh gọn lẹ đi cho rồi. Nhưng mà cũng phải đủ màu. Rồi, cái này các bạn, cái này coi như này giá cũng 90 đồng thôi các bạn ơi. Đó, đủ màu đủ sắc hết nha. Đó các bạn, cái này còn có nhiêu, có 6 đồng à. Đó, rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi gian hàng áo sơ mi đủ màu đủ sắc cũng đẹp lắm chứ. Đó, cái áo này màu trắng này 9.99 đồng nè, 10 đồng nha, lâu lâu mặc đi đâu cũng lịch sự. Áo caro đó, nguyên cái dãy này là áo sơ mi các bạn. Rồi mình qua dãy khác nha. Đây, áo thun nè, áo thun hàng hiệu nè. Đây, hàng hiệu đây, hàng hiệu đây. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây, cái áo này 69 đồng là original nha, cửa hãng bán ra này, giờ sale còn có 13.99 đồng nè. Đó, thấy không, rẻ không? Mới can luôn nha. Đó, còn cá sấu luôn á. Đó, bán quá rẻ luôn. Rồi, nguyên một dãy áo thun các bạn ơi. Đây, hàng hiệu không nè. Cái áo này bao nhiêu, giảm bao nhiêu đây. Chờ xíu, mình coi nha. Đó, giảm còn có 15 đồng à, 14.99 đồng à. Cái áo đó mà ở nguyên mẫu của nó là đây, đây cái hiệu này luôn nè. Đây coi, size gì đây, size M luôn nè. Đó, size M này cũng 70-80 đồng các bạn ơi, giờ còn có 15 đồng à. Ồ, giờ 24 đồng nha. Coi có sale lần nữa không. Đó, 24 đồng. Đó các bạn. Rồi, áo sơ mi đẹp quá, áo màu đỏ cũng đẹp. Lâu lâu mình đi có Christmas, New Year, Noel nữa, mình cũng nên mặc áo đỏ, còn có 10 đồng á, rẻ quá. Đó, 10 đồng. Mặc có ngày Christmas, New Year rồi cho nó có đủ màu, đủ sắc, cho nó đa dạng chút xíu. Đây, mấy cái áo này đẹp hơn, áo này đẹp hơn, áo này nó rằng dựng có vẻ trẻ trung hơn. Rớt. Đây các bạn cầm lên lại nha. Áo này như
áo này 58 đồng các bạn ơi. Giờ để coi sale còn nhiêu nha. Sale một cái tay quay, cái tay cầm ra khó quá nha. Rồi đó còn có 15 đồng rẻ quá, 58 đồng sale còn có 15 đồng đó, rẻ quá cả nhà ơi. Ở mới can, mới can áo mới Cà Mau luôn á, mới can Sài Gòn luôn á. Ok, đây là cái chợ Rốt, cửa hàng Rốt nha các bạn. Đó, còn có 15 đồng, 14 đồng 99, màu đỏ sặc sỡ luôn. Đúng không? Vui không? Vui không? Rẻ không? Đó, từ 58 đồng luôn, bán còn có 15 đồng. Quá rẻ luôn. Rồi, mình đi vòng vòng, đi lướt lướt qua thôi nha. Đó, quá trời, quá đất luôn kìa. Đó, áo mới không á. Áo màu này cũng đẹp nè, áo màu sữa nè, áo màu sữa luôn, mới can Sài Gòn luôn. Trời ơi, 69 đồng. Để coi sale còn nhiêu nha. 69 đồng, chắc sale cũng còn mười mấy đồng các bạn ơi. Đó, thôi còn mười mấy đồng. Đây, còn có 13 đồng 99, 14 đồng à, mới can luôn á. Đó, hàng hiệu không nha, hàng hiệu giá rẻ nha. Ok, quá trời của đất luôn. Trong này nó bán cũng đủ thứ các bạn. Hồi xưa mình đi đi Việt Nam đi rồi cũng mua giỏ sách trong này á, mua vali chứ. Vali giỏ sách trong này bán rẻ lắm. Thì mình đi lần mang đồ rồi dục. Sau này đi mấy cái giỏ nhỏ nhỏ thôi, còn đồ lớn thì mình đóng thùng cạc tông các bạn cho nó khỏe đi, được được nhiều nữa. Đó, đồ có trời có đất này, quần jean này, đồ cũ có, đồ mới có nha. Đồ hiệu không á, đồ hiệu giá rẻ, đồ hiệu dành cho những người bình dân nha. Ok, mình đi vòng vòng chút xíu nữa, quay tổng quát thôi, cái review nãy giờ nhiều quá rồi. Đây, đó, đây quần đủ màu đủ sắc không á, vô lừa vô quần nè, kaki nè, có túi tùm lum già la nè, cái này đi du lịch rồi á, bỏ phone bỏ tiền bỏ bóp rồi nó an toàn nha. Chứ còn mình ngồi ngồi nó lọt ra cái bóp mất công lắm, nó rớt đồ rớt thẻ rớt này kia. Đó, quần jean quá trời luôn. Và cái video cũng dài quá, thôi mình dừng ở đây các bạn ơi. Đó là cái hàng Rốt nha. Đó, quay một lần nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Áo sơ mi nè, áo sơ mi áo mới can luôn nè. Cái này giống như Hawaii, giống như mặc ở mùa hè đó, màu sắc mũn 15 đồng á, cỡ đó các bạn ơi, 14-15 đồng cái áo, không nhiều hết á, mà cái original của nó 6-70 không á. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, mình dừng cái video đây đi, đủ cũng khá dài rồi. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có giữa tuần thật là vui vẻ nha. Bữa nay hôm nay thứ tư, bên Việt Nam là thứ năm rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, bye bye.